cư dân một chung cư ở quận Thanh Xuân, Hà Nội hoang mang khi gần đây họ thường xuyên nhìn thấy Đỗ Mạnh Hùng, người sàm sỡ nữ sinh trong thang máy xuất hiện ở nơi họ sinh sống. Theo một số cư dân sống tại tòa chung cư trên phố Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân, nhiều ngày gần đây họ nhìn thấy sự xuất hiện của Đỗ Mạnh Hùng. Người mới bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính 200.000 đồng vì sàm sỡ nữ sinh trong thang máy. Ngay lập tức nhóm cư dân đã yêu cầu ban quản lý tòa nhà tổ chức họp để đưa ra biện pháp bảo vệ cuộc sống bình yên của họ. Hình ảnh Đỗ Mạnh Hùng xuất hiện tại chung cư trên đường Nguyễn Tuân được đăng lên Facebook để cư dân cảnh giác. Cuộc họp được tổ chức ngày 20 tháng 4 giữa ban quản lý tòa nhà và cư dân đã đi đến thống nhất sẽ tăng cường an ninh tại các hành lang, thang máy, tầng hầm của căn hộ. Đồng thời nhân viên an ninh tăng cường kiểm tra, giám sát và cho in ảnh đối tượng để mọi người nhận diện. Đại diện ban quản lý tòa nhà cho biết, Đỗ Mạnh Hùng lên nhà người quen ở tầng 30 chơi, chứ ông ta không sở hữu.